kìa, ôi 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 trời, mẹ sợ chưa. Đi ở bên tay là mình. Thiệt có ấy rồi kìa. Ui dùng mặt luôn này. Cửa kính cũng mình bật luôn. Nó đen như ở chúng nhà bán ga chứ. Bị làm sao nhỉ? Hả? Ui kìa, Linh ơi, nó xì ra kìa, Linh ơi, Linh. Ui. Ui, nó xì ra nhà bên kia rồi. May mà có cái xe cứu được mấy đứa con. Ui. Nó bắn tận trong đây luôn. Nó bắn tận trong đây cơ mà. Ui, cửa kính cũng bật luôn. Nó cái gì mà bắn trong nhà em rồi. Bây giờ coi là khổ thân ấy. Ui, nó còn bay ra nhà mấy hồ nữa kìa. Ui. Còn đến nhà gà bên cạnh ấy, mẹ kia lại còn đứng ở kia xem bắn ra cho cứu hộ. Bây giờ nó chỉ đợi tắt lửa rồi nó mới ra. Tất nhiên là nó nổ chết. Bây giờ nó nổ tầm mình ra thế. Kìa, ui 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 kìa, ui sợ vãi. Phun là mâm kìa. Nhà thịt gần bài đã nổ kính kìa. Cửa kính nhất thịt gần kìa. Ui nổ đấy thật đi. Em có nhìn cái cửa kính rồi em. Chỉ mong hết thôi. Em ơi, có chúng nhà bán ga chứ. Ô kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được cái không có chết cả nhà ấy. Ô mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. Thủy Kiều chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên may mà mãi mới cứu được thôi. Nó đưa cái ấy lên này. Được cái ga xuống xong rồi mẹ nó còn phải trèo ra bên cạnh còn xuống rau mãi xuống rau không à. Thế còn đứa nào nữa? Thường ba đứa, một đứa trẻ con, một đứa nhỏ với mẹ nó. Ui. Mãi mới rau xuống. Phun đi, mẹ cái bọn này lên. Điện đang lổ thì ai dám phun? Đấy, lúc mang từ xa cơ mà. Lúc mang xuống hai đứa trẻ con xuống. Ui sợ thế. Xong mãi về sau chị Thủy trèo sang nhà bên cạnh ba đứa. Phải nổ cháy to rồi. Ui giời. Sợ quá. May là Linh mẹ mặc áo vào đi. Nó sợ quá mọi người ơi. Thương quá. Khổ thế nhở. Đã dịch Covid thì chờ. Có mỗi cái giặt à. Ôi nó quần 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 kiểu ui. Tưởng tượng có xe máy kia luôn. Tưởng tượng người ở kia nhở, em ơi. Em ơi đấy mà. Ông ơi đứng sau cái dèo này không nhớ là nổ kính. Nếu mà không cứu, cứu được bọn chuyện. Ui, điện nhờ, ui. Chết rồi, lộp. Sợ quá. Người điện là người ta bật chứa rồi. Ui, em ơi kiểu ơi, ui cái xe điện kìa, ui ui ui. Xong nhà thích rồi. Ui, nó sang. Em ơi sợ chưa. Ui, lửa to thế. Ui, cháy xe rồi. Ui, sợ đấy mọi người. Nổ xe máy á. Con cá nó hút luôn á. Mày đừng đây mà cửa kính còn rung 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 luôn ý. Ôi, nãy nó rung mà. Kìa, ông Dương đầy rồi, cháy sang bố nhà Thủy Cường rồi. Sao nó không phun rớt mấy nhà bên cạnh ấy nhỉ? Không phun nước đi à? Nhà chị, nhà ông Sơn, à, nhà Thủy Cường, nhà trong nhà Thủy Cường. Nhà phun nước là nó... Ui, sợ mọi người ơi. Bây giờ mới phun nước. Phun là nhà ông Sơn ấy. À, Thủy Cường kìa. Ừ. Sao nó lên lan đi. Người ta rồi. Xong dây